Ok, xin chào anh em. Hôm nay Ngọc ở shop em lại giới thiệu thêm anh em một mã sản phẩm máy lọc không khí và bù ẩm siêu khuẩn đến từ thương hiệu Sáp. Thì cái sản phẩm này thì anh em hay gọi là dòng Sáp Tháp các bạn nhé. Thì hiện tại các bạn đang được chiêm nghiệm hai em Sáp Tháp mã đầu 4, model G40 anh em nhé. Thì lướt qua cho em anh em hiểu cái dòng Sáp này. Thì cái dòng Sáp dạng kiểu dạng này thì anh gọi là dòng Sáp Tháp. Thì nó có các dòng như đồng mà đầu D, đầu E, đầu G, đầu D, E, F, G, H, G. Thì tương tự với cái mã tăng tiến theo ký tự ấy, thì niên đại rộng từ 2014 đến 2022. Mã cao nhất bây giờ là mã G các bạn nhé, đời 21-22 ấy. Thì về tổng quát và kiểu dáng thì nó hoàn toàn giống nhau 100%. Nó chỉ khác nhau về cái đế thì mã nó sẽ khác nhau các bạn nhé. Thì đặc thù cái dòng đầu 4 này là công suất nhỏ gọn, siêu tiết kiệm điện, chỉ 27W thôi anh em nhé. Phù hợp cho các anh chị em sử dụng trong phòng ngủ, kiểu dáng nhỏ gọn đẹp sang chảnh, lại tiết kiệm điện. Phòng tầm từ 15 đến 20m2 trở lại là ok anh em nhé. Thì một số anh em cũng hỏi em muốn mua cái sản phẩm dòng công suất nhỏ mà đế cao, thì hôm nay em về được chính xác khoảng tầm hơn 70 em. Dòng Sáp Tháp này đủ các loại công suất phù hợp cho anh em. Thì mình sẽ lên video lần lượt từng mã và giới thiệu luôn cho anh em. Thì mở hàng luôn cho em là một cặp mã KCG40 các bạn nhé. Em này thì có hai con, một con đời 2017 và một đời con 2020. Đây 2017 này, 2020. Nó giống hệt nhau, nó chả khác nhau, thì nó chỉ khác nhau cái liên đại thôi. Đấy. Và bên mình đang báo giá công khai rõ ràng luôn cho em. Dòng đời 2020 này giá 2 triệu, đã bao gồm đổi nguồn 220V và bao gồm phí ship, hệ thống cảm biến hoạt động hoàn hảo và vải bùa đã thay mới hoàn toàn luôn cho em. Màng HEPA là zin theo máy. Những đời này thì cái màng HEPA có rất là đẹp và tốt luôn. Em này thì đời 17 thì rẻ một chút, 1,9 triệu, cũng đã gồm phí ship và hệ thống đổi nguồn 220V rồi vải bù ẩm mới các bạn nhé. Anh em cứ yên tâm mà sử dụng tôi, hình thức thì đều đẹp như này. Đấy. Lướt qua cho bạn cái bên cạnh này, đằng sau này. Đấy. Nói chung là nó không khác nhau gì nhiều, nó hoàn toàn giống nhau, nó chỉ khác nhau của liên đại anh em nhé. Những cái sản phẩm này nếu anh em các bạn mua mới thì giá trung bình nó tầm hơn 4 triệu một chút anh em nhé. Đấy. Anh em mua rẻ được một lửa so với hàng mới. Nếu anh em trừ cái chi phí đổi nguồn đi này, trừ chi phí ship đi, rồi hệ thống màng lọc bù ẩm thay vào, thì con giá trung bình dòng này nó chỉ khoảng tầm 1,5 triệu đến 1,6 triệu thôi anh em nhé. Cực kỳ là mềm mại cho anh em. Bên mình thì đánh số lượng về tương đối nhiều nên để cái giá rất hữu nghị cho các bạn. Anh em cứ cân đối hoặc cảm hợp tí thì báo em. Em lướt qua cho bạn cái thông số này một chút cho anh em hiểu thêm này. Mã vạch sản phẩm này, anh em quét phát ra được thông tin sản phẩm ngay. 27W này, điện 100V này. Đấy. Đời 2020. Mới đét đẹp luôn các bạn nhé. Con này thì được thiếu hộp xốp thôi. Cái dòng Sáp này thì cái mặt trước thì họ thiết kế là sẽ không bao gồm các cái phím hiển thị. Như cái dòng đời khác thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đây. Đấy, nó hiển thị thông số ở đây. Đấy, nhưng mà cái dòng Tháp thì nó thiết kế dạng là tất cả phím trên. Có thể nó làm như vậy để cho tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ anh em. Cái đèn led nó hát lên trên thì nó sẽ không chói mắt các bạn nhé. Cũng là một cái lý do anh em. Đấy. Và thứ hai thì cái mặt trước là trông nó có cái điểm nhấn sần luôn. Anh em nhìn có điểm sần đấy, như dạng như kia. Rất đẹp. Hai em này đều có mặt trên là màu hồng. Đặc thù các cái dòng Sáp Tháp này thì cái màng HEPA ở sau thì nguyên bản là màng HEPA zin thì nó sẽ là màng HEPA loại dày các bạn nhé. Trên cái màng HEPA này thì nó lại tích hợp luôn, nó tẩm thêm cái hệ thống màng than ở đây. Anh em nhìn nhỉ, đây nó chỉ có một loại thôi, nó chỉ có một màng thôi nhưng mà nó dày. Đấy, khi anh em mà sử dụng một thời gian mà cần thay thế thì các bạn sẽ thay thế làm hai màng các bạn nhé, một màng HEPA. Nó sẽ mỏng lên đây một chút như này để các bạn lắp vừa một cái màng than carbon đó, nó giống như các cái sản phẩm khác đấy. Đấy, anh em yên tâm, tất cả các sản phẩm bên mình đây đều có.
quá đẹp luôn nhá. Lướt qua cho bạn cách sử dụng thôi. Cái dòng sắt tháp này thì nó thiết kế cái phím bấm nó hơi khác các cái dòng phổ thông trước. Chắc đời cao họ phá cách và thiết kế lại một chút về cái vấn đề phím bấm. Ở giữa này thì là không nút bấm nữa mà thành cái màn hiển thị. Đây hiển thị cái chất lượng độ ẩm. Yeah. Thấp này, trung bình này, cao này, đèn báo ion này, đèn báo hết nước này, chất lượng không khí này. Đấy. Ở bên tay trái thì là menu tốc độ gió rồi. Anh em cứ để cho mình cái chế độ auto đây. Bên ngoài ra chế độ phấn hoa này, chế độ mạnh này, chế độ trung bình này, chế độ yên lặng này. Đấy. Ở đây là chế độ bù ẩm, anh em nhìn biết ngay. Bật tắt ở đây. Ở đây là chế độ turbo này, chế độ mạnh nhất này. Đấy, còn cái chế độ ở trên là không khí không. Đấy. Thì anh em bấm cái đèn không khí không này thì đèn bù ẩm nó sẽ không sáng nữa. Được chưa? Nha, thằng bù ẩm này. Ấn này cái này. Thì bù ẩm mất này, đơn giản thôi, nó thực ra nó chỉ 3 phím chính thôi. Đây nhưng mà tóm lại là các bạn chỉ cần tắt này. Bật này thì mặc định nó sẽ lưu cái chu trình trước của các bạn, giờ thì các bạn đang để chế độ bù ẩm đây. Anh em bật muốn chế độ này cho mình và chế độ auto là xong. Thì không khí sạch nó sẽ chậm, không khí nhanh nó sẽ chậm. Không khí bẩn nó sẽ chạy nhanh và không khí sạch sẽ chậm anh em nhá. Nó hoàn toàn giống các mã khác thôi, nó chỉ khác cái bố trí cái phím bấm. Đây là cái cửa gió. Cái cửa gió này anh em chỉnh bằng tay các bạn nhé. Đây, có chỗ anh em để gảy lên này. Đấy, không phải tự động đâu các bạn nhé. Chung từ cầm càng đời cao thì họ lại cắt giảm đi một số cái chi tiết anh em ạ. Thế còn mình thì mình vẫn thích những cái dòng phổ thông như này. Đấy, đời 10, 11, 13. Đấy, còn một số anh em tiêu chí của mỗi người, có người thích đời cao đây. Đây là một sản phẩm cho anh em lựa chọn. Đấy. Ở đây có ưu và nhược điểm anh em nhé. Cái càng cao thì nó sẽ gần như nó sẽ cắt bỏ đi một số các cái gọi là cái chi tiết không cần thiết. Đấy. Còn dòng đời đầu thì bao giờ nó cũng đầy đủ. Thì tùy theo cái sở thích của anh em thôi. Còn về mọi chức năng đều giống nhau. Lọc không khí, bù ẩm, diệt khuẩn, công nghệ ion. Ion này dòng ion 7.000 các bạn nhé. Đấy. Ok, với giá là 1.900.000 và giá 2.000.000 đã bao gồm cái ship. Anh em cảm giác ưng em nào thì báo em. Anh em nào chốt sớm thì được em 2020, em nào chốt muộn thì đa số nó 2017. Đây, cũng 2017 nữa các bạn nhé. Đây, cũng 2017 nữa. Con này mặt đen, mã này mã đầu F. Đấy, F cái G thì nó cũng không quan trọng đâu các bạn ạ. Nó đời liên hệ giống nhau mà. Đấy, F40. Anh em cần thì alo cho mình qua số điện thoại 0979 665 264. Ok, xin chào anh em ở những video sau.